tiền bạc 5% trên 450 tỷ là 2 tỷ rưỡi. Nếu như mà bạn nói rằng là em đã đủ khả năng để có thể trở lại startup rồi thì tôi có thể xuống tiền để cho bạn có thể bắt đầu cái câu chuyện đó. Anh đầu tư cho em để em tiếp tục khởi nghiệp, em sẽ rút kinh nghiệm từ những cái thất bại trước đó của em như thế nào để em bảo toàn được vốn của anh đầu tư vào. Điều đó không thể lắm. Nếu như em tiếp tục theo ngành này nữa, anh sẽ tiếp tục thất bại nữa. Tôi có câu hỏi cho bạn Hà. Thông thường với các bạn trẻ mà đã khởi nghiệp rồi, tôi phỏng vấn rất nhiều là các bạn đi làm và các bạn muốn tìm cơ hội để đi làm chủ. Bạn đang đi theo con đường ngược trở lại. Bạn khởi nghiệp rồi, bạn đang làm business rồi và bạn quay trở lại. Đường đó cũng có, nhưng mà thường các bạn đó là họ gặp vấn đề khi họ làm chủ, nên họ mới quay trở lại với con đường đi theo đường corporate. Nên tôi muốn nghe nhiều hơn về lý do và cái mục tiêu của bạn đi theo con đường corporate. Và bạn tính đi con đường corporate bao lâu? Nói đấy là khi mà em khởi nghiệp thì em đã gặp những cái vấn đề trong cái business của mình, và những cái lý do đó đã khiến cho em tạm dừng. Và một trong những cái lý do thất bại khi mà em làm cái business của em, đấy là em bị một cái là em chưa có cái tư duy hệ thống. Thì đây sẽ là cái thời gian mà em quyết định là dừng lại để em cooperate với một cái tập đoàn lớn và gắn bó với một cái tập đoàn lớn để có thể phát triển về lâu dài. Thì em đã gần như là bỏ ăn, bỏ uống, bỏ mọi thời gian, bỏ mọi tiền bạc đổ dồn vào cái startup đấy. Khi mà em bắt đầu đi học đại học và em nhìn ra được, em vận dụng những cái kiến thức mình được học và em nhìn ra được là cái sản phẩm táo xoắn này nó có những cái tiềm năng ở thị trường Việt Nam, thì lúc đấy em mới bắt đầu hình dung đến cái việc là mình sẽ bán sản phẩm này. Lúc đấy em chỉ nghĩ là mình bán thôi. Và em có xây dựng một cái xưởng nhỏ tại Hà Nội, ở Chương Mỹ, Sóc Sơn, Hà Nội để kinh doanh cái sản phẩm táo xoắn. Và khi mà em kinh doanh thì thực sự mà nói là em rất may mắn và em gặp rất nhiều thuận lợi. 10 năm nữa, em hình dung ra lúc đó em đang làm gì và em đang là ai? Bắt đầu là em chuyển hướng cái mục tiêu của mình từ một người chủ doanh nghiệp tảo xoắn sang một người làm thuê, chuyên nghiệp với một cái tinh thần làm chủ. Ok, em đang nói về cái đường em đi, là em đi theo con đường làm thuê và với một tâm thế làm chủ. Nhưng mà anh, câu hỏi của anh là có về cái yếu tố, có biến số thời gian trong đó nữa, 10 năm. Thì em thấy rằng em ở đâu trên con đường làm thuê đó? Trong khoảng đến 3 đến 5 năm nữa thì em đã đặt một cái mục tiêu cho mình là cái thu nhập tối thiểu của em phải đạt là 3 tỷ trên 1 năm. Còn trong 10 năm nữa thì có thể cái mức thu nhập của em mà em đặt ra nó sẽ là từ 5 đến 6 tỷ 1 năm. Em vào trong công ty Dead Food, em không chỉ làm trợ lý mà em sẽ cùng phát triển những dự án mà em có hoài bão. Chắc chắn là cái tảo xoắn có thể làm gia vị. Ước mơ vẫn được thỏa mãn. Anh xin lỗi là anh hơi tham, bởi vì là bạn Minh cũng là một ứng viên mà anh bên anh cũng rất là cần. Cái vị trí anh muốn offer em là trợ lý tổng giám đốc và quản lý vận hành cái nền tảng phân phối đó. Các sếp ở đây đều đang không nói đến mức lương, bởi vì có vẻ như các sếp đang muốn giấu bài. Anh sẽ nói. Anh sẽ nói luôn. Với vị trí trợ lý tổng đốc thì sẽ bằng với cái mức lương thị trường. Tuy nhiên là anh muốn thử thách em và cũng muốn thực sự thấy em đam mê cái mảng về phân phối, đặc biệt là phân phối trên nền tảng hay không. Thì công ty anh mới thành lập vốn ban đầu là 50 tỷ và anh sẽ tăng 5% trên vốn 50 tỷ là 2 tỷ rưỡi. Con số đã rõ chưa? Hạn chế trong 3 năm, sau 3 năm mới được chuyển nhượng. Và em được quyền tham gia, đấy mà thể hiện cái em có quyết tâm khởi nghiệp lại hay không đấy. Em được quyền tham gia với giá 1:1 thêm 10% nữa. Và cái vị trí đó là không có lương. Đó mới thể hiện cam kết mình khởi nghiệp. Chỉ là lương ở cái vị trí trợ lý. Còn bên vận hành này không có lương. Công ty anh ấy 6 năm liên tục phát triển 50% một năm. Khi em vào ấy, cái mức lương của em cũng như mức cổ phiếu sẽ tăng đều đặn. Thế còn một công ty mới cũng là một cái hay nhưng cũng là một cái mạo hiểm. Và nếu em có cổ phần ấy mà công ty mà bị sao thì em phải bù vào. Thế cân nhắc cái điều đó. Đấy, hay quá, tỷ số là 1-0 thưa quý vị. Phải nói thêm với em, cái công ty này là mới nhưng mà nằm trong tập đoàn của bên anh có lịch sử phát triển 35 năm nhé. Bảo Ngọc có lịch sử phát triển 35 năm rồi. Và anh đang là chủ tịch của cái công ty nền tảng phân phối B&A. B&A là mã chứng khoán của Bảo Ngọc và anh lấy luôn tên là B&A Tech, tức là công ty về nền tảng phân phối, chứ không phải một công ty bên ngoài hệ thống hay hệ sinh thái gì cả. Đấy, tóm lại là anh Thuấn mang đến cho bạn nguồn lợi. Anh Dũng nhắc nhở bạn lợi luôn luôn có cả hại ở đó, bởi vì luôn luôn có hai mặt của một vấn đề, nên là hãy đánh giá một cách kỹ lưỡng.
Bây giờ tôi tin là bạn Hà sẽ không nghĩ đến câu chuyện nhận được bao nhiêu tiền lương một tháng, mà bạn ấy sẽ nghĩ đến việc đi trên con đường nào, đi theo ai để biến mình là ai. Vâng, sếp Lê Đức Thuấn, vị trí trợ lý tổng giám đốc kiêm trưởng phòng vận hành nền tảng phân phối ngành hàng FMCG, mức lương 36 triệu. Rồi, đầu tiên đã tới. Xin được chúc mừng Hà, anh bớt lo cho em rồi. Hãy cùng xem sếp Dũng mang lại điều gì. Vị trí phó giám đốc kinh doanh, mức lương 37 triệu. Có vẻ như tỷ số là 2-1 về mặt mức lương rồi. Dạ vâng, em muốn hỏi sếp Thuấn là với cái vị trí mà sếp vừa offer cho em thì nó đã bao gồm 5% cổ phần của công ty chưa ạ? Chưa bao gồm chứ em. Anh nói chia sẻ ngay từ đầu rồi mà. Đây là cái vị trí dành cho trợ lý. Còn cái thu nhập kia là thử thách của em. Bởi vì em sẽ là người chủ, đồng chủ sở hữu cái doanh nghiệp đó. Thì em phải bỏ công bỏ sức vào đó. Ở đây để anh nói thêm cái vị trí trợ lý ở đây chủ yếu là để anh muốn để đào tạo cái hệ thống, tức là để cho em có một cái kiến thức, kỹ năng về hệ thống. Thì cái vị trí trợ lý tổng đốc ở đây là chủ yếu để em tham gia các cuộc họp với các phòng ban bộ phận để em được đào tạo. Đào tạo ở đây là dạng đào tạo tại chỗ, đào tạo thực hành để cho các em biết lập kế hoạch về ngân sách như thế nào, để em biết xây dựng chiến lược kinh doanh làm sao, vân vân. Đấy, để phục vụ cho cái công ty nền tảng phân phối là chính. Vâng, xin cảm ơn. Bây giờ sẽ là thời gian suy nghĩ dành cho bạn Hà. Quyết định của em là sẽ về với sếp Thuấn ạ. Xin được chúc mừng mời sếp Thuấn. Xin cùng sếp. Em đã thành công với cái startup đầu tiên, biến một cái sản phẩm không có thành 15 cơ sở trên toàn quốc. Tuy nhiên em không hiểu về tài chính cho nên là gì ạ? Em đã bị thất bại. Vẫn cái tiếp tục đam mê làm việc với con người đó thì em tiếp tục start up doanh nghiệp thứ hai về mảng công nghệ. Thời điểm này thì là thời điểm mà Covid, bản thân em thấy rằng là gì, mình có nhiều cái yếu, cái thiếu, mình cần phải học hỏi để tiếp tục đi theo cái đam mê của mình nhiều hơn. Chính vì vậy nên em tìm kiếm các sếp. Nếu anh đầu tư cho em để em tiếp tục khởi nghiệp thì em sẽ chọn ngành nào và vì sao em chọn ngành đó? Cái lĩnh vực mà em đang theo đuổi đó là em muốn đi theo về lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho các bạn là học sinh cũng như là sinh viên ạ. Xa hơn thì có lẽ là đồng hành cùng các bạn để các bạn phát triển, không chỉ là startup mà khởi nghiệp mà giúp các bạn đi đúng hướng ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm từ những cái thất bại trước đó của em như thế nào để em bảo toàn được vốn của anh đầu tư vào. Tức là đối với em nó không phải là một cái thất bại mà đó là một cái sai lầm mà em có thể học được một bài học rất là lớn, đó là bài toán dòng tiền, bài toán tài chính. Cái bài học lớn nhất mà em nhận được nữa đó là gì ạ? Là team. Ví dụ như hai bạn cùng học công nghệ thì dễ dàng là gì, dẫm chân nhau. Nhưng em ngay từ đầu vào thì em sẽ biết rất rõ là bạn này điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì, bạn nên đi theo hướng nào, và từ việc đó thì team có thể gắn bó và đồng hành cùng với nhau. Cá nhân anh thì rất là khâm phục em. Mặc dù chưa thành công nhưng mà mình đã giúp được rất là nhiều các bạn khác, và anh thấy bạn là một trong những cái người mà có cái tâm thức có thể giúp được cho cộng đồng này rất là nhiều. Em mới vừa nêu ra hai lý do mà của em thất bại trong hai cái startup đó. Nhưng em có bao giờ đặt câu hỏi là cái gì dẫn tới hai cái lý do mà em vừa nêu không? Quay trở lại cái câu lúc nãy em nói đó là gì? Người dẫn đường. Cái lời khuyên em hay khuyên các bạn trẻ đó là gì? Thay vì mình cứ lao đầu và mình thất bại thì hãy học rút ngắn cái khoảng thời gian trải nghiệm của mình đi bằng những bài học đắt giá của những người đi trước ạ. Bây giờ sẽ là mức lương và sự đãi ngộ của sếp đầu tiên. Sếp Lưu Nga, vị trí phụ trách CSR, mức lương là 20 triệu đồng. Vậy là bạn đã mất đi một cơ hội đầu tiên. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với mức lương tiếp theo của các sếp. Wow! Vẫn luôn là một vị sếp hào phóng và sẵn sàng
dài thảm đỏ để đón chào những nhân tài. Sếp Thuấn, với vị trí phụ trách đào tạo và truyền thông dành cho bạn và mức lương là 26 triệu đồng, xin được chúc mừng bạn đã có cơ hội đầu tiên. Hãy cùng xem mức lương cuối cùng của sếp Quyền, đó là 1 đồng thôi hay sao ấy, có đúng không ạ? 1 đồng. Vị trí trợ lý ban tổng giám đốc phụ trách CSA, mức lương 25.999.999 đồng. Vậy là bạn đã có 2 cơ hội để lựa chọn ra 1. Bây giờ là thời gian cho bạn trước khi đưa ra quyết định của mình. Mời bạn. Em xin phép được hỏi hai sếp vị trí địa lý để làm việc ạ. Rồi anh trả lời luôn, em có 2 lựa chọn, có thể làm ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Anh thì hiện nay chỉ có 1 lựa chọn là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em hết câu hỏi rồi ạ. Rất duyên. Câu nói yêu thích của em đó là cuộc sống là chuỗi những cái sự lựa chọn. Và bây giờ em cũng đang đứng trước sự lựa chọn. Em thực sự là rất phân vân. Cho em hỏi ý kiến người thân. Trung ơi, theo ý kiến của em thì nên chọn ai ạ? Anh cũng là người thầy với em và cũng là truyền rất là nhiều năng lượng tích cực vào em. Thì em nghĩ là anh khi để vào một vị trí nào đó mà anh truyền được năng lượng tích cực cho mọi người đó, thì anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy rất là thành công như cuộc đời mình rồi. Nên là cái này là thật sự là anh phải suy nghĩ về vị trí của mình là có thể giúp được cho ai nha. Dạ. Như vậy là 1 câu hỏi và 1 câu trả lời, như chưa hỏi và chưa trả lời. Em xin phép em về với đội. Của sếp Thuấn. Bởi vì sếp cũng có định hướng đang này và trong mong muốn của em. Xin được chúc mừng sếp Thuấn. Cảm ơn em. Đã trải qua 2 startup dưới vai trò là founder và co-founder. Em là người trực tiếp lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và tìm kênh phân phối, sale và marketing cho chính sản phẩm đó. Đối với startup đầu tiên, em và team đã đạt được doanh thu là 1,5 tỷ trên 1 tháng sau 12 tháng. Em tiếp cận thị trường như thế nào? 1,5 tỷ với 1.500 tỷ nó khác. 1,5 tỷ của em mà cả cái dung lượng thị trường nó chỉ có 3 tỷ thì nó lại là khác. Đúng không? Dạ. Đối với cái sản phẩm mà đạt được 1 tỷ rưỡi một tháng ấy, thì đấy là một sản phẩm về mỹ phẩm thiên nhiên. 80% doanh số đến được là nhờ là bán hàng online, là đến từ kênh thương mại điện tử. Em đã thất bại 1 lần rồi sao em vẫn tiếp tục, em lần thứ hai, lần thứ ba vẫn lặp lại những cái thất bại đó. Là dạ. Lý do nằm ở đâu? Đối với startup thứ hai ấy thì em là founder một mình. Em khởi nghiệp với sản phẩm nhang sạch. Khi mà mình làm việc ở startup cũ, mình có 4 co-founder lận. Tức là mỗi người giỏi về một mảng. Em có thể là em giỏi về sale, marketing, về bán hàng, về tất tần tật các thứ. Nhưng về quản lý, về quản trị, về tài chính thì em lại không giỏi. Và đấy chính là lý do em thất bại và em có mặt ở đây ngày hôm nay. Tăng trưởng ngành em có đã đo lường chưa? Con số tăng trưởng ngành thì em chưa có nắm rõ. Tại vì đối với cái sản phẩm em đang triển khai là sản phẩm về hương nhang. Thì em có một cái con số thống kê này, tức là mỗi một ngày thì là có 82 triệu nén nhang được đốt lên ở tại Việt Nam không thôi. Và riêng kim ngạch xuất khẩu nhang từ Việt Nam qua thị trường Ấn Độ, chưa kể các thị trường khác, là 80 triệu đô trên một năm. Là những con số trong cái sản phẩm là hương nhang em đang theo đuổi. Vâng, đã có 1 đèn vàng, có nghĩa là 1 sự cảnh báo. Anh ơi, có vài lời với em. Hình như hôm nay em tới đây không phải phỏng vấn xin việc nè, thử việc nè, cơ hội nè. Hôm nay đi phỏng vấn, đi gọi vốn nè. Thứ hai nữa, anh biết cái lý do tại sao em thất bại. Anh là người thất bại cực kỳ nhiều. Còn hơn em nữa, em chỉ là cái này là số nhỏ đó anh thôi. Tại vì anh xem profile em rồi. Cái thất bại của em đến ngày hôm nay nó không phải ở cái tâm huyết của em. Tâm huyết của em là cũng bình thường thôi, chứ đừng nghĩ là nó lớn lao gì ở đây. Em cứ nghĩ là em chuyên về làm digital marketing, em hạp được rồi, em tưởng tượng hóa ra. Em cứ hình tượng hóa em là đứng giữa vũ trụ và bất cứ cái sản phẩm gì em cũng bán được hết. Và em vẫn cố, em try rất là nhiều lần. Nhưng mà anh thấy 3 lần là em thất bại 3 lần. Và nếu như em tiếp tục thế ngày này nữa, anh sẽ tiếp tục thất bại nữa.
50% thị phần online là cái không tướng, nghĩa là cái điều đó là phi lý, anh hiểu không? Cái 50% của em nói là 50% trên thị trường thương mại điện tử, tức là anh hiểu luôn, điều đó không thể luôn. Không thể luôn. Dạ, tâm lý em đến đây em mong muốn được đầu quân và được làm việc cho các sếp, vì trong quá trình em khởi nghiệp, đầu tiên là em rất là cô đơn. Thứ hai là em hiểu, em nhận ra được cái điều là em hoàn toàn không giỏi và em đang thực sự là cần phải học hỏi, cần phải trau dồi thêm. Và khi em đến đây, thực sự em rất là mong muốn được cống hiến cho các sếp ở dưới vị trí là trưởng phòng về marketing hoặc về thương mại điện tử và chịu chấp nhận về doanh số. Vị trí mà anh hướng cho em là trưởng phòng marketing công ty dược, nhưng sẽ tập trung sâu vào cái phát triển sản phẩm. Anh đang đi tìm kiếm cách nào đó để mix giữa dược phẩm và mỹ phẩm, đó là cái trăn trở của anh. Nó là cái chiến lược anh ấp ủ hàng chục năm nay rồi. Và anh đang sở hữu kênh GT, MT, kênh E, kênh OTC, em biết rồi. Hoàn toàn có thể, nếu sản phẩm tốt, ý tưởng của em như thế là có thể phát triển lại. Anh phải cùng em đánh giá lại toàn bộ. Đấy thì chắc chắn là lúc đó kể cả là em không đề nghị, anh cũng phải cho em cổ phần ở trong đó để em chịu trách nhiệm về cái việc đó. Anh nhìn thấy ánh mắt của em nó giống như anh ngày xưa cách đây mấy năm thôi. Anh cũng có đi lên từ gốc rùng đi lên luôn. Nhà anh không có quan hệ máu mủ bụt bè gì trơn, không có gì. Anh là từ con số 0 luôn. Cho đến khi anh ngồi được ngày hôm nay là anh cũng trải qua những cái lần khác như em vậy đó. Không có sao hết. Dạ. Có gì mà khóc. Cái tiếp theo nữa, giả sử như em muốn về làm với đội anh, em phải dẹp bỏ toàn bộ những cái gì liên quan đến hương nhân khói gì đi, bỏ hết nha. Anh mà thấy một lần mà như hương nhân khói là chắc chắn là anh sẽ cho em nghỉ việc. Hiện tại anh có một cái stop á, là về làm về thương mại điện tử, là tập trung vào service mà bán trên quy mô toàn cầu trên nền tảng thương mại điện tử tương tự như mấy cái sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Thì anh về anh sẽ giao cho em làm trưởng nhóm marketing bên đó. Bây giờ là lúc chúng tôi muốn các sếp hãy đưa ra những con số dành cho chàng trai này. Sếp Lê Hùng Anh, vị trí trưởng phòng marketing dự án, mức lương 30 triệu đồng. Hãy cùng sếp Thuấn có cứu được bạn không? Đó là... Wow! Từ đầu chương trình đến giờ rồi, chỉ có sếp Thuấn là người dành cho bạn sự ưu ái nhất. Vị trí trưởng phòng marketing ngành dược phẩm, mức lương 38 triệu. Thực ra khi đến đây, trước khi đến đây thì sếp Thuấn là một người sếp mà em rất là ngưỡng mộ. Sếp Thuấn là thực sự là một người sếp mà em mong muốn đến đây để được đầu quân ạ. Dạ, chúng ta phải ra đây ôm nhau chứ, nói thế thì... Em đã thuộc về sếp Thuấn và danh hiệu của sếp Thuấn. Dạ. Em có rất nhiều điểm yếu, chứ dạ. không phải đâu, chứ anh không nói hết ở đây cho em buồn. Nhưng mà quan trọng anh nhìn được là để anh sẽ gọt mài rũa cho em. Dạ, em cảm ơn anh.